Chúa, thế giới hôm nay đang thiếu vắng tình thương. Con người hôm nay đang cần một nền văn minh sự sống. Vẫn còn đó những giọt nước mắt khổ đau. Vẫn còn đó những mảnh đời đau thương bất hạnh đang cần một bàn tay nâng đỡ, cần một trái tim xót chia cảm thông. Nhưng sao tiếng kêu cứ mãi rơi vào khoảng không? Thế giới cứ mãi vần xoay sóng ngầm. Xin một phút dừng lại, dừng lại để thấy kiếp người thật mong manh. Chúa ơi, xin biến đổi tim con như Chúa, để ôm lấy những mảnh đời. Còn tìm đâu yên vui mái nhà, bao con thơ lìa mẹ, còn lại trên môi giọt nước mắt lạnh khô. Bao mảnh đời cuốn xô vùi thân trong cơn đau bệnh tật, đang vất vả từng dành lại sự sống qua đôi mong manh. Con chắp tay nguyện cầu Chúa ơi, bao mảnh đời đau khổ đang cần, cần một bàn tay đưa ra nâng đỡ, cần một trái tim sắt chia. Ai kia xót xa âm thầm, thế giới này cứ vần xoay sóng ngầm, tìm đâu chữ nhân nơi trái tim ra lại. Chia san với những ai lầm than, khi giận hờn ghét ghét là khi tâm ta đang sao động. Xin một phút dừng lại để thấy kiếp người mong manh. Chắp tay nguyện cầu Chúa ơi, bao mảnh đời đau khổ đang cần, cần một bàn tay đưa ra nâng đỡ, cần một trái tim sắt chia cảm thông. Nhưng sao tiếng kêu cứ rơi vào khoảng không, mặc ai kia xót xa âm thầm. Thế giới này cứ vần xoay sóng ngầm, tìm đâu chữ nhân nơi trái tim xa lại. Chúa ơi, con đã hiểu ra chẳng phải ai kia mà là chính mình. Phải thức tỉnh con tim ra lại để đau nỗi đau của con người.
ơi.